Đây, trước tiên em sẽ vào bộ này, các bác cùng ngắm. Đây còn nguyên vali nha. Các bác nhìn đầu thu nó mới này. Đây, đầu thu nó là đầu thu UHF. Mã là UT4A. Đấy. Phía sau nó có chỉ có đường tín hiệu đầu vào ra 6 ly và ba lăng. Đây, ba lăng nó sẽ sử dụng là những dòng Nutrix, dòng Mitsubishi là sử dụng rack Nutrix hết các bác. Có thấy chưa? Đường nguồn vào là 12 đến 18 V. Đầu thu nó hai cái vắt sóng phía trên. Đấy. Và pin sạc, bộ pin sạc đầy đủ nha. 4.8 triệu cho quá nhanh te, chuyên khoản đủ thì 4.7 triệu. Đây là cục sạc này. Con này sử dụng điện nội địa các bác, nó là hàng nội địa là nó sử dụng điện 100 đến 110 nha. 100 đến 120 V. Đây là cái xua để gắn hay nói gì đó. Đây đốc sạc. Cái Tamix TSM58. Đẹp len keng nha. Bốn triệu tám nha các bác, 4.8 triệu nhanh tay chốt nha. Rồi đây là bộ xua em đã ghép nối là hai tay, bộ ULX-B4 hai tay Beta 58A nha các bác, bộ hai tay bộ Beta 58A. Bộ này giá là 18.500.000, 18.500.000 Beta 58A, len keng luôn, xuất sắc. Đây, tay tiếp theo 18.500.000 là bộ hai tay nha các bác. Còn các bác lấy một tay là 9.500.000 một tay nha. Dòng Beta nó sẽ có một cái viền cao su màu xanh xung quanh cái rọ nha các bác. Đây đầu thu là đầu ULX-B4. Hàng tuyển hết nha các bác. Hàng tuyển gọi là xuất sắc luôn. Tất cả sản phẩm mình xua bên em bán là 3-4 năm rồi các bác. Nhiều bác xài rất là nhiều. Các bác xài vô tư cái em bảo hành là riêng hết và bảo trì bảo dưỡng là trọn đời máy cho các bác mình sử dụng nha, là mình xài vài năm không thua gì các bác. Vừa rồi có một hai bác gì mình gửi về bảo dưỡng những bộ Mitsubishi bác mua đã 2 năm rồi. Có khác sao mà cái đầu này nó gọi là nó dính bụi bẩn luôn à. Bác không vệ sinh luôn, là nghĩa là 2 3 năm rồi các bác. Gửi về em canh lại tần số, này cũng đã gửi ra cho bác cách đây 2 ngày rồi. Hay là xài đã 2 năm rồi các bác. Nói chung hàng các bác mua bên em là thứ nhất là được bảo trì bảo dưỡng là trọn đời máy của các bác đang sử dụng nha, chứ không phải là mua rồi những cái đây là thâu đâu. Có khi nhiều khi con cái hay là bác lỡ bấm tay nó tầng lật tầng số hay là nó bị vấn đề gì đó hay là nó bị ngắt cách gì đó là trong hệ thống này thì gửi về em bảo trì hết cho các bác nha. Và đây là bộ ULX-B4 SM58 nha, SM58. Giá bộ này là 8.3 triệu, 8.3 triệu nha, 8.3 triệu một bộ. Em về được hai bộ này, ULX-B4 SM58, 8.3 triệu một bộ. Đây là dòng quốc dân các bác. Các bác tại sao dòng quốc dân? Tại vì dòng này khách mua nhiều nhất, tắm tiền hát sướng. Phía sau của nó ULX-B4 là hàng Mexico hết nha các bác. Đây, dưới nó sẽ ghi hàng Mexico. Con cái là rớt tèm nó mất chứ nó là hàng Mexico nha. ULX-B4 là hàng Mexico hết nha các bác. Bộ này là bộ quốc dân rồi, hát sướng tầm tiền. Dưới 10 triệu thì chọn SM58 hoặc là Beta 58A. Thì cơ bản thì Beta 58A là nó phiên bản nâng cấp của SM58. Khó nhận biết đấy các bác, nói chung là cực kỳ khó nhận biết. Họ sẽ nâng cấp một tí sơ thôi. Nên là các bác hát SM58 thì cũng không cần thiết phải lên Beta 58 đâu, tại vì hát nó giống nhau 9.5 đến 10 luôn. Bộ là bộ hai tay này, Beta 58A giá là 18.500.000 nha. 18.500.000 là bộ hai tay Beta 58A. Còn nếu các bác lấy hai tay SM58 á là 16 triệu nha. 16 triệu là lấy hai tay bộ SM58, còn một tay SM58 là 8.300.000. Còn bộ này là bộ 4.8 triệu. Cái này các bác chốt nhanh này, chắc bay nhanh thôi. Rất là ngon luôn. Tầm này tội gì mà các bác đi hát những dòng mic khác luôn. Rồi, mọi chi tiết các bác mua hàng thì cứ liên hệ trong qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi tất cả bác, hoặc là 10% trở lên. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 100-200 tùy giá trị sản phẩm nha. Nhanh tay nhìn độ mới này các bác. Nhìn độ mới này, đấy. Nhấn mạnh là bộ này là hai tay luôn nha. Và còn nguyên cả dây kết nối từ phía
sau đến phía trước để các bác kém cái anten phía trước nhìn cho nó ngầu này, hoặc là các bác nào mà nó chặt cái chỗ mà để đổ thì chúng ta cắm phía sau cũng được nha. Đấy, mới tinh nha, quá mới luôn. Cặp bộ này quá tuyệt vời, em đang giao là 19.500.000 nha. Bác nào nhanh tay mình chốt, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Những bộ này thì không phải lúc nào cũng có các bác, nhiều khi một năm được một bộ hoặc là một năm về hai bộ, không có nhiều nha. U4D hai tay SM58 đuôi chuột, đây là cái phần kết nấu sóng, nó sẽ mạnh mẽ hơn đuôi kết nấu sóng. Nhìn đồ mới này các bác, nóng đây nét nha. Đây, có nhìn đồ mới này. Đấy, đầu thua đầu U4D SM58 hai tay, sử dụng pin là pin AA nha, tuyệt vời chưa các bác. Đây là những dòng U4D là dòng của Mỹ nồi nha, mắt đi USA hết. Hai bộ pin sạc kèm theo và hai đốc sạc. Bên em bán Mixua là kèm theo đốc sạc và bảo hành là zin cũng như bảo dưỡng là trọn đời máy sản phẩm cho các bác nha. Có nghĩa là bảo dưỡng cái máy này là bảo trì là trọn đời các bác mình xài. Còn độ mới của máy này các bác, sản phẩm này, bộ này nó quá mới nha, bác nó chốt gọi là rất là may mắn luôn á. Về được bộ hai tay mua rất là tiết kiệm luôn. Chứ mà các bác mua hai bộ mà bộ một tay thì nó rơi vào khoảng 24 triệu mới được. Hai đầu thu, còn bộ hai tay thì nó hiếm hơn nha. Đây, tem mic bốn bên nha, xong rồi nha các bác. Đây, tem cờ là còn nguyên không thiếu cái độ đẹp từ ốc ác này. Đấy, tại đang cắm điện các bác, đang cắm điện nên em xe nó hơi bị vướng vướng một tí. Đấy, bác là chốt nhanh tay nha, 19 triệu rưỡi nha, chuyện còn đủ thì em bớt cho các bác là 200.000, lại còn 19.300.000. Dòng U4D đuôi chuột là hàng của Mỹ nồi nha, mắt in ultra U4D có U4D đua nghĩa là hai recover, đua hai tay mic, tín hiệu 6 ly cho hai kênh để kém chung vàng. Còn đây nếu các bác mình kém cái tay anten phía sau rút cái này ra, hay còn muốn kém trước cho nó hầm hố nó nhìn nó đẹp hơn mình rút nó vào, quá đẹp này, mới lắm, một con này quá mới luôn, nó cực mới. Đây, phía dưới luôn, cho các bác xem phía dưới luôn. Đây, phía dưới luôn, nó là bằng thiết không, nhìn đầu thu này, đã chưa. 19 triệu rưỡi nha các bác, nhanh tay mình chốt bộ này về mình chơi gia đình nha. Hát những bộ Mixua nó sướng người lắm. Cọc tiền thì cọc khoảng 10%, cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng, các bác nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Ví dụ các bác cọc tiền cọc 2 triệu thì các bác nhận hàng thanh toán là 17.500.000 nha, bao gồm phụ kiện dây nhựa xịn sò kết hợp kèm theo máy cho các bác nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.